Hi Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Ha, hôm nay trời mát mẻ quá à. Với lại lâu lắm rồi anh em mình mới đi dạo vui như vậy. Ê, hình như là em nghe có tiếng khóc. Nó phát ra từ ở đâu ta? Kìa, có một em gái đang khóc kìa. Đâu? Đó. Mình qua đó coi đi. Đi. Ủa Xuân Sáo, sao em lại ở đây? Ngại á, em cùng mấy bạn đến công viên chơi trốn tìm á. Mà mấy bạn trốn hết để em đi tìm. Nhưng mà mấy bạn trốn hết về nhà rồi. Để em lại có một mình à. Trời ơi, bạn bè gì mà kỳ vậy? Xuân Sáo ngoan, Xuân Sáo đừng có khóc nha. Hay là bây giờ Xuân Sáo về nhà anh chị chơi đi. Nhà anh chị có nhiều đồ chơi với lại nhiều đồ ăn ngon lắm á. Đúng rồi đó, về nhà tụi anh chơi đi. Có nhiều đồ chơi đẹp lắm. Ủa, em được về nhà các anh chị chơi thiệt hả? Đúng rồi, anh chị rất sẵn lòng để chào đón em. Hay quá à, cảm ơn các anh chị nhiều nha. Mời các anh chị ăn bánh. Bánh ngon thiệt luôn á. Mà Xuân Sáo đúng là giỏi thiệt đó nha. Cả nhà ơi, Xuân Sáo á biết nhiều công thức làm bánh ngon lắm á. Đã vậy á, mỗi khi làm bánh xong còn dọn nghiệp phụ em nữa. Vậy đây. Mà Xuân Sáo nè, mai mốt á, em là khách, em qua đi chơi, em không cần làm mấy việc này đâu. Mấy việc này để cho anh chị làm là được rồi. Dạ không sao đâu, em là khách nhưng mà em cũng muốn giúp anh chị một tay mà. Thôi, em cứ chơi vui vẻ là được rồi nha. Ngồi xuống đây. Dạ thôi, không có sao đâu. Thôi để em dọn nhà giúp anh chị nha. Sao giỏi quá. Mới làm xong luôn á. Để em ăn thử coi. Em thấy ngon không? Em thấy cũng bình thường à. Chị về nấu á, không có dở. Nhưng mà cũng không ngon như mẹ em nấu. Chắc là mẹ em nấu đồ ăn ngon lắm ha. Dạ đúng rồi, mẹ em nấu cực kỳ ngon luôn. Mà em ăn đồ ăn như chị về nấu không có quen á. Thôi vậy em đi chỗ khác chơi nha. Anh Búp Trời ơi, em có thể mượn mấy quyển sách của anh đọc được không? Được chứ. Xương Sáo thích cái nào thì cứ lấy đọc thoải mái nha. Dạ.
anh bút chị chán quá à. Ủa mà anh không có chuyện tranh hả? Anh xin lỗi Xuân Sáo, nhưng mà anh chỉ có sách bách khoa toàn thư với lại sách nghiên cứu khoa học thôi à. Chán quá à. Thôi em bây giờ khoái chơi đây, sách của anh chán lắm. Hả? Ờ, Xuân Sáo, chơi siêu nhân với Xanh đi. Anh có hai con siêu nhân đẹp lắm nè. Thôi em không chơi siêu nhân đâu. Ủa mà anh Xanh không có búp bê hả? Ờ, Xanh làm gì có búp bê. Chơi búp bê chán lắm, chơi siêu nhân vui hơn nè. Đồ chơi của anh Xanh chán ồm à. Em không chơi đâu. Xuân Sáo, anh đỡ ơi, em chỉ anh là bún ba lê nha. Ủa Xuân Sáo hả? Nhưng mà anh đang bận ăn bánh rồi, với lại anh không muốn ba lê được đâu. Ủa mà sao anh đỡ ăn đồ ăn hoài chán quá. Thôi em không chơi với anh đỡ nữa đâu, kỳ quá. Ủa được. Mấy anh ơi, tự nhiên á em thấy Xuân Sáo bây giờ kỳ lắm. Em ấy trở nên khó chịu, làm em thấy khó xử quá à. Chính xác, Xuân Sáo á khó chịu lắm luôn á. Tự nhiên á cái đồ chơi búp bê, mà em đâu có búp bê cho Xuân Sáo chơi đâu. Chưa hết đâu, Xuân Sáo còn bắt anh muốn ba lê nữa mới chịu. Anh chị ơi, cảm ơn anh chị đã cho em ở lại đây chơi nha. Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi á, nên là em phải về nhà đây. Ủa, bây giờ em phải về hả? Sao em không ở lại chơi với anh chị thêm chút nữa? Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, nên là bây giờ em phải về nhà đây. Mọi người không có cần tiễn em đâu. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thôi, cũng hên á. Chứ mà Xuân Sáo lại đây, mắc công ép em chơi búp bê nữa. Đúng là bố anh em mình ở với nhau là tuyệt nhất đúng không nè. Anh em chúng ta là một gia đình, một gia đình đôi khi không hợp nhau. Đôi